Hello, Lộc xin chào ông bà cô chú anh chị em. Thì các clip hôm qua Lộc có nói về đến cảm ơn của cộng đồng mạng Nhân Mạnh Thông Quân và những ông bà cô chú anh chị em đã giúp đỡ cho Lộc trong thời gian đầu để có một cái số vốn để trang trải cho cuộc hành trình của Lộc đi trong cuộc đời. Thì Lộc rất là cảm ơn Lộc và clip đó Lộc có đọc rất là nhiều comment của khán giả biết tới có người này người kia, nhưng mà dù muốn dù không thì Lộc là người thụ ơn của hết tất cả ông bà cô chú anh chị em của Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm và cũng là nhất cũng là hàng. Thì Lộc nói đây, lần này đây đó là Lộc thụ ơn những người này rất là nhiều, không bao giờ quên ơn những người này. Dù muốn dù không gì á thì Hằng đã giúp Lộc, đó là điều không sai trái, điều không, và những người có dù trong tương lai hay là hiện tại bất cứ chuyện gì xảy ra đối với Hằng thì Lộc lúc nào cũng là tin tưởng Hằng, lúc nào cũng tin tưởng Hằng, bởi vì Hằng chưa bao giờ làm điều gì sai trái với Lộc, Hằng chưa bao giờ có lời một lời nào nặng nhẹ với Lộc. Thì Lộc cảm thấy được bao nhiêu người nói này nói kia mà chưa có bao nhiêu người nào chỉ có một cái bằng chứng xác thực giấy trắng mực đen nói về Hằng mà kêu gọi tất cả rùm beng lên làm chung sùm chuyện, nhưng mà chưa có một người nào có một tờ giấy trắng mực đen mà chỉ lấy ra trong những cái clip Hằng đã quay mấy năm nay, mỗi một khúc một đoạn một chút xíu chỉ trích Hằng từng ly từng tí như vậy. Cái đó là có phải là dịch lá tìm sâu mà để chỉ trích cho Hằng hay không, đó là một cái vấn đề. Còn riêng Lộc, Lộc tin tưởng ở nơi Hằng gì những gì Hằng làm Lộc đều thấy đều có mặt. Khi mà số số tiền của Lộc thì Lộc có thấy và Lộc Hằng có đưa cho Lộc đầy đủ số tiền đó, là có tất cả đều quay lên clip, tất cả mọi người đều biết cái điểm đó, cho nên dù muốn dù không gì thì Lộc vẫn tin tưởng ở nơi Hằng làm công việc của Hằng. Thì Hằng không phải là giúp riêng một mình Lộc, Lộc Hằng giúp rất là nhiều người, ngoài anh chị em vô gia cư ra còn có rất nhiều người khác Hằng giúp đỡ cho ông bà cô chú anh chị em làm giấy tờ làm này được kia, những người bệnh già này kia. Thì đừng có gì chỉ trích một chút xíu xíu chuyện nhỏ mà đem đi chỉ trích Hằng. Ở đời này không ai sao, người nào không có lầm lỗi, có dù người thánh thiện cũng cũng người những người thánh cũng làm lỗi qua mới trở thành thánh được, người thường mà cũng trở thành thánh bởi vì người ta làm lỗi, người ta biết sửa lỗi thôi. Nhưng mà cái những cái chỉ trích đó mà các bạn nói là chưa bao giờ Lộc chưa thấy một người nào có một cái giấy trắng mực đen nói ra là Hằng đã làm sai chỗ nào, nhưng mà chọn chỉ trích đoạn là từng khúc cùng khúc một trong cùng những cùng phim của Hằng để đem nói ra, những lời nói của Hằng nói với những anh chị em vô gia cư, bởi vì những chị em anh chị em vô gia cư là đầu óc đó mới bị hư hỏng, lúc nào cũng nói chuyện một mình phải lớn tiếng phải nói nặng nhẹ. Nhưng mà cái đó là cái điểm là chỉ ra cho các bạn thấy. Nhưng mà thì cái Lộc muốn nói đây á, là Lộc tin tưởng nè 100%, vì Hằng chưa bao giờ sai trái đối với Lộc bất cứ điều gì, chưa bao giờ lợi dụng Lộc điểm gì. Thì ngoài cái sự quay YouTube làm thuốc bà Lộc, cái nghề nghiệp Lộc cũng hiểu được, Lộc chấp nhận điều đó, ai cũng vậy thôi, không phải là không, người nào làm YouTube cũng phải được vậy, có người có thỏa thuận mới làm được đó. Thì thôi thì một chút xíu Lộc lại nói lên đây với tất cả ông bà cô chú anh chị em của mình, để Lộc không cần biết Hằng đã làm cái gì, không cần biết thật có sai trái với bất cứ người nào hay không, Lộc không cần biết cái điểm đó, mà Lộc chỉ biết Hằng tốt với Lộc, Hằng mà chưa bao giờ có sai trái với Lộc. Hằng những gì tiền bạc đều có giấy trắng mực đen có ghi rõ ràng trên những cái clip của Hằng làm, ghi số tiền và những người nào đã gửi đến cho Lộc, Hằng có ghi vào đã đọc lên trên mạng, những điều đó đều có hết chứ không phải là không có. Thì Lộc đây, đối với Lộc thì những cái người mà nói này nói kia đó, thì Lộc cũng chưa có thấy là những người đó có những cái giấy trắng mực đen chỉ để chỉ trích cho Hằng.
Sorry, bây giờ ánh nắng chói vô, chiếu vô rồi, rọi vô cái khung cửa sổ làm chói mắt, cho nên cái được không được coi được, không có được rõ lắm, cho nên là xây cái chiều hướng khác. Đó thì nhưng mà là để tiếp tục thì cái công việc của làm hàng có dù có thay đổi cái tư cách đó, ăn nói một chút xíu, có thay đổi về lời ăn tiếng nói, nhưng mà công việc của hàng làm không bao giờ thay đổi, lúc nào cũng làm để giúp người, để giúp những anh chị em vô gia cư tiếp tục như vậy. Đó thì là cái lối của hàng làm, cái chương trình của hàng thì hàng làm hàng biết tự làm lấy, thì mình chỉ là người coi để cho tìm hiểu thêm cuộc sống của mọi cá nhân có phát triển, có đi tới đâu. Đó cũng là nhờ qua cái tên hàng để biết được những người đó có thay đổi hay không, hay là những ông bà cô chú nào có cần sự giúp đỡ của hàng. Đó là công việc của hàng làm. Nhưng riêng về sự tin tưởng thì Lộc lúc nào cũng là tin tưởng hàng, nói tóm tắt lại là như vậy nha. Thì các ông bà cô chú anh chị em mạnh thường quân, những nhà hảo tâm từ xưa đến giờ đã tin tưởng ở nơi hàng, làm công việc của hàng thiện nguyện hay hoặc là từ thiện gì đó, muốn gọi cách nào, thì các vị đã tin tưởng vào nơi hàng từ trước tới giờ thì hãy xét lại có còn tin tưởng hàng nữa hay không, là do nơi các bạn. Nhưng mà các bạn phải, trước khi mà đưa ra quyết định như vậy, phải tìm hiểu cho kỹ rồi hãy đi vào vấn đề sự quyết định cuối cùng. Nhưng đừng có nghe lời người này nói, người kia nói, việc dạch lá tìm sâu những cái lời bất bẻ nhỏ nhặt và để đi to, để đi nối lên những cái lời như vậy. Ai ở đời cũng không làm vậy, ai ở đời mà có nhiều lời ăn tiếng nói gì mà lời ăn tiếng nói nhỏ nhặt mà đi bắt bẻ người ta. Mà Lộc thì nhắn thêm một vấn đề này nữa, ngày xưa tới giờ, từ xưa cái vụ tiền bạc là đa số phần lớn là toàn là tiền mặt, thì các ông bà cố chứng với mạnh thường quân, những ngày hảo tâm đưa tiền mặt cho hàng, thì hàng đưa lại tiền mặt, ghi tên người một, đưa lại, giao lại cho người đó, tặng tay cho người đó, có đúng gì không? Lần nào hàng làm thì Lộc đều thấy rõ là hàng đọc, ghi sổ, đọc lên từng người một, bao người này gửi bao nhiêu, người kia gửi bao nhiêu tới cho hàng, đều có ghi rõ hết. Thì Lộc thì nhấn mạnh thêm cái điểm đó, thì trước khi các ông bà cô chú thay đổi cái sự tin tưởng đối với hàng thì nên suy nghĩ lại hàng làm đúng hay sai. Chỉ là lời nói mà chỉ trích để phê phán hàng, để nói xấu nó và ly gián giữa Lộc với hàng. Thôi thì như vậy đi, thì Lộc chỉ nói là một câu lời cuối cùng là Lộc tin tưởng hàng vậy thôi, không cần nói nhiều với vấn đề này. Còn các bạn và các kênh với nhau á, muốn chỉ trích ai đó, muốn làm cái gì đó thì phải cho rõ, đừng có mà lên rồi lời nói qua lời nói lại cũng không có tốt. Cái mạng xong bây giờ là sùm rồi. Nếu mà các bạn muốn làm cái gì phải có giấy trắng mực đen, phải có giấy trắng mực đen rồi mới lên tố cáo hay là làm cái gì đó làm, nhưng phải nói là cho rõ. Mấy bạn chỉ lên chị rút ra từng đoạn, từng khúc, từng lời nói bao nhiêu ngày tháng đã hơn 2 năm nay của hàng, công việc của hàng làm, từng rút ra từng khúc, từng đoạn bằng những lời hàng nói, từng câu mà để chỉ trích hàng bởi những cái thiếu sót đó hay là cái gì đó. Thôi thì Lộc chỉ nói vậy thôi. Thì Lộc xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị em đã theo dõi chương trình. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye.